Mon oncle est musicien et chanteur et très beau et grand. Thank you. Mặc dù tôi không có hiểu cô ấy nói gì hết, nhưng mà tôi sẽ nhờ một số anh em kiểm tra lại coi cô ấy có nói xấu tôi gì hay không. À, đây là bạn cà chua. Vừa rồi là bạn vừa mới nói một câu tiếng Nga rất là hay. Ủa tiếng Pháp hả? Ủa tôi đâu biết. Dạ, kính thưa quý vị, sau khi mà mình nghe bạn cà chua, đó chính là Ngọc An, nói tiếng Pháp thì mình đã không biết gì nên mình đã quyết định là đăng ký học, và rất may là Ngọc An đã đồng ý dạy mình tại khu vườn của chị Da Đen, và mình đã quyết tâm là học tiếng Pháp. Có thể mình sẽ học một mình nó hơi buồn, cho nên thành ra ai mà yêu thích tiếng Pháp hãy đến với bạn cà chua Ngọc An học cùng với mình nhé. Bây giờ mình sẽ tập phát âm. Phát âm đó là đọc phải không? Đúng rồi. Ok. Rồi, lời đầu tiên là bonjour. Bonjour. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bonsoir. Bonsoir. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Salut. Salut. Xin chào. Xin chào. Tới từ gì? Từ đó nghĩa gì? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi. Merci, hẹn gì đó. Merci. 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 Cảm ơn. Cảm ơn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất. Không phải cái chữ đi rien gì á, không có gì. À, rien. 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 Ri. Ri. Rien. Rien. Da rien. Da rien. Da rien. Da rien. Không có gì. Không có gì. Ok. Come on gì á. Come on to the bell. 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 Dầm mà bè tiếng. Không. Dầm mà bè là. Dầm mà bè là tiếng. Dầm. Dầm mà bè là. Dầm mà bè là. Dầm mà bè là. Dầm mà bè là. Dầm mà bè là tiếng. Dầm mà bè tiếng. Dầm mà bè tiếng. Đúng rồi. Ok. Tiếp. Bạn cảm thấy thế nào? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Ok. Okay. Thank you. Rồi tới đây thôi. Hôm nay học nhiều quá là thua. Học 1 giờ là hết 50k quý vị ơi. Ai thích tới đây học chung. Cảm ơn bằng tiếng Pháp đi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chào tạm biệt đi. Au revoir. Au revoir. Má thở. Salut. Xin chào. Tập dễ nhàng thôi. Salut. 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 Okay. Au revoir. Au revoir. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Merci. Merci. Merci beaucoup. Okay. Đi rèn. Oh. The riêng. 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 Đừng công nữa chữ R. The riêng. 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 Không có gì. Không mà tu tập bò. Cái từ sao mà bò được em lúc này. Come on to the bell. Come on. Come on. Tư. Come on tư. Ư. Tư. Ư. 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 Tư. Ư. Tư. 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 Come on to the bell. Come on to the bell. Đúng rồi. Come on to the bell. Come on to the bell. Zoom up bell. Zoom up bell. Tiếng. Zoom. Zoom. Zoom up bell. Tiếng.
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ting. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Belle. 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 Comment tu t'appelles? Belle. Belle. Okay. Comment tu t'appelles? Ok. Comment tu t'appelles? Belle. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Được rồi, vậy vậy. À, comment tu t'appelles? Đúng rồi. À. Okay. Đau đau. Đọc cái tử rất cảm ơn. Je m'appelle tiếng. Je. 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 Je m'appelle tiếng. Je. Je m'appelle. Je. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle tiếng. Comment ça va? Ça. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va? À, ça va bien. Ok. Ổn đi mọi người. Ổn. Rồi tập viết đi mọi người ơi, tập viết cho thuộc mặt chữ mọi người ơi. Rồi. Cô giáo nói là tập viết cho thuộc mặt chữ cái học trò ơi. Bonjour, chào buổi sáng. Bonsoir, chào buổi tối. Salut, xin chào. Au revoir. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Merci là cảm ơn. Merci beaucoup là cảm ơn rất nhiều. De rien. De rien. De rien là không có gì. De rien là không có gì. De rien. 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 Bạn tên gì là comment tu t'appelles tiếng à, comment tu t'appelles rồi còn trả lời tôi tên là je m'appelle tiếng à, còn bạn cảm thấy thế nào là comment ça va, comment ça va, ça va bien, ça va bien. Bây giờ cà chua nói cái chữ gì trong đây rồi chú Tiến sẽ đọc là cái nghĩa ra. Bonjour. Bonjour là chào buổi sáng. Salut. Salut là xin chào. Comment tu t'appelles? Là comment bạn là gì? Không, cái chú đừng có nói. Comment comment tu t'appelles? Đúng không? Je m'appelle Tiến là bạn tên gì á? Đúng rồi. Rồi, cái gì nữa, chữ gì nữa? Comment ça va? Comment ça va là bạn cảm thấy thế nào, phải không? Đúng rồi. Bạn cảm... ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Bien. Ça va bien. 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 Đúng rồi, đúng rồi, đó. Bien, ça va bien. Tôi đã hiểu không đúng rồi. Ừ. Ça va bien. Bien. Bien, ça va bien. Đúng rồi. Rồi. Có nghĩa là tôi cảm thấy tốt. Khỏe đó. Khỏe. Ok. Rồi gì nữa? De rien. De rien. Sao mình cứ cố không lỡ? De rien. De rien. De rien. De rien. De rien. Đúng rồi. De rien. Có nghĩa là... quên rồi, giả tập. De rien là không có gì. De rien là không có gì. Đờ riêng, đờ riêng, đờ riêng, không có gì. Chữ gì nữa? Salut. Bonsoir. Bonsoir là... Bonsoir là cảm ơn. Không phải. Bonsoir là xin chào. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Bonjour, bonsoir. Lộn. Merci là cảm ơn. Merci cảm ơn rất là nhiều. Okay. Salut, salut là xin chào. Salut. 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 Comment ça va? Ça va bien. 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 Đúng rồi. Okay. Rồi hôm nay cho mình tới đây thôi. Mình học nữa mình bị quéo lưỡi á.
Cảm ơn tất cả mọi người. Ai có ai thích học tiếng Pháp tới đây học chung cho cô giáo cà chua giảm tiền mình chút xíu thôi. Rồi.